Đây bà đây nè. Thôi tụi con đừng có la nha. Không sao, Dạ. không sao hết á. Mẹ Ba bấm ơi, vào ấy cái trời phụ. tắt tivi Mẹ mẹ phải vô nữa bà. nè. Dạ, chị Năm em. Dạ. Chị là chị thứ năm. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ. Không ăn mẹ nằm có ngày vậy. Vậy có bà gì xuống thăm kìa. Bà gì em xuống thăm kìa. Mẹ. Có khách nó thăm mẹ. Dạ anh chào bà. Rồi. La mặt nhé nha. Chị ơi, không có làm gì đâu ê a. Rồi, bao nhiêu nằm tóc ngày chị ơi, mất ngủ rồi thôi. Đúng không? Đâu? Chắc cái quạt thôi kệ đi ha. Tắt quạt đi, tắt quạt. Tại con mới lạnh đó, tắt đi. Dạ, bé em. Ê, đâu con không phải con. Ui, từ từ con. Con đi ra đi, con chuẩn bị ngoài. Ra đi nha. Con. Dạ bà cố đi. Dạ bà cố đi con. Khoanh tay lại, khoanh tay lại thôi bà cố. Bà cố khỏe. Bà ẩm con. Bà ẩm con. Dạ, khoanh tay lại thôi bà cố đi con. Lên chúc sức khỏe đầu này kia mà giờ ẩm rồi. Chúc qua chúc sức khỏe bà đi con. Hai đứa đâu rồi, tí nữa nè. Chúc chúc sức khỏe bà đi tụi con. Em biết ai đây không? Không mà. Cháu nội nội nè. Con anh của anh của Phong. Cháu nội nội đó nội. Dạ. Bà khỏe nha. Quên nữa. Hồi sáng giờ tắm tay đầu mà chưa quên, chưa xịt dầu thơm cho mẹ nè, xịt dầu thơm quên. Có cháo đồ lên nè. Lấy mình bắt mừng tuổi mà có tuổi bà lấy hơi của bà mừng tuổi bà ở ngoài cái ghế á đi ngoài cái ghế nãy ngồi á nè đi. Ôi. Cũng ăn ăn uống rồi. Mình ở nhà ăn uống rồi được. Thơm quá, mẹ con thơm quá. Thơm quá trời. Mẹ thơm quá. Bạn đóng tay chứ, bạn đóng tay chứ nhắc. Rồi nó không phòng sao em biết không? Cái tay này tay cũng tắt. Mà nó không phòng. Dạ. Tay này tay cũng tắt. Còn tay con là tay con làm gì bà? Tay làm gì? Cầm tiền hay cầm vàng? Tay này làm cu ly. Trời ơi tiếc kìa. Tiếc tướng mà nội à. Con đeo lên hai tướng luôn à. Rồi cả nhà vô lấy hơn. Lấy bà nè. Chào bà đi tí. Để đến đó. Hôm tay chào bà nọ bà cố. Chào bà cố đi con. Tú có đeo tướng bà nội luôn. Đây Tú ai? Tú Chu Khánh á. Chào bà đi con. Ngồi ngồi ghế đi chị, thấy ngồi giường đi chị. Ngồi giường đi. Dạ ngồi đi mà. Anh ta chào bà cố chưa? Em bà cố. Mẹ em nghe em nói dỗ mẹ. Dỗ. Không có người ta dỗ gì không nghe dỗ nữa. Dạ con ở dưới nhà lên con không có gì, con mừng tuổi bà. Con mừng tuổi bà nha. Bà giữ gìn sức khỏe. Dạ. Phong gửi này. Nội nhớ con không? Bà nhìn cái tay dài giống tay. Mẹ nội không nhớ rồi. Nội nhớ con lên ngoài đó nội. Hôm bữa bà nội tặng con chiếc nhẫn đó. Dạ rồi. Giờ bà nội nhớ rồi. Bữa nay nào bà nội có tặng con gì nữa không? Bữa nay không có gì tặng hết á. Rồi để con mừng tuổi bà nội nha. Đây, để con coi có tiền không nội. À,
mới Tết đến là con mừng tuổi bà nội, chúc bà nội sống lâu nhiều nữa. Chúc bà nội có mãi bên con cháu luôn vui vẻ. Dạ, mừng tuổi nội. Dạ. Nội ăn gì chưa? Dạ, hôn nội cái nha. Hôn nội cái. Hôn nội cái à. Bà nội thường quá. Trời ơi, quá trời cười. Không phải là xây cười. Đi cho nội. Trời cười te tét kìa rồi. Nội khỏe nha, nội khỏe để sống lâu đi con cháu nữa. Sao rồi, có chúc cháu nội không? Chúc cháu nội sao? Mẹ chúc cháu nội sao? Chúc sao? Giờ có cháu nội nào? Ở đây cháu nội không quá. Nay giờ cháu nội hết rồi. Có đây mẹ con à. Cháu nội sao? Cháu nội sao? Này, thế đánh rồi. Dạ, đứng rồi, đứng rồi chứ. Không đi chứ. Đó, đứng rồi. Xuống quá là xuống. Sao? Nè, cháu nội sao nè, cháu nội đi làm. Chúc cháu nội. Dạ. Tết chúc sao? Năm mới à. Dạ, đúng rồi, Tết đó mẹ. Năm mới. Chúc. Còn chúng ra quên rồi. Chúc chúc mà nhớ chứ. Sao chúc ra. Chúc cho nội. Chúc cho nội sao? Chúc cho nội gặp việc may mắn. Hay quá, hay quá. Vỗ tay. Gặp việc may mắn. May mắn về được rồi. Làm sao? Rồi thằng cháu nội của cuốc đất này mà mẹ chúc sao? Cháu nội cuốc đất à. Sao nội? Chúc cầm máy quay cho nội chắc chúc con cuốc đất nhiều hơn nữa. Đất là vàng đó con. Có đất cuốc là ngon rồi đó. Cho. À, được rồi. Sao? Chúc cháu nội sao? Đặng nó đi làm. Mẹ chúc cháu nội. Sao? Gặp năm mới gặp hơn. Gặp hơn. Gặp hơn. Con cao quá. Nội đổi lại. Đổi vậy, lại là, vậy là ngon rồi. Hên rồi. Chúng nó làm có làm giàu không? Mẹ. Có làm giàu. Sao mẹ chúng nguyên cầu đi chứ. Chúng nguyên cầu đi. Thôi giờ đợi câu nói chắc hơi bị lâu. Thôi vậy thôi mẹ nghỉ đi. Để tụi cháu nó đi làm nha. Rồi sao tiền lì xì cho con đi. Con đi nhảy chứ. Con đi từ thiện. Con đi coi như là để gì quên rồi. Hồi hướng công đức cho mẹ. Cho mẹ. Cho mẹ của con. Đây cho con. Cho con. Không có tiền. Ý không có tiền đi hả? Con đang xin tiền mẹ đó. Đúng rồi, không có tiền hả? Cái thôi. Cái hả? Cho hết đi chứ tự nhiên cho mà cho tiết kiệm nữa. Lấy lại luôn. Không cái đi. Không cái nữa. Cái rồi. Cái rồi. Trời ơi, bố hổng chị biết không? Cho anh Tâm mà còn em báo em xà tay vậy mà bé đưa. Không cho luôn. Cho vậy đó, cho vậy đó. Hay cho con. Không đi, đó không. Cho từng chân. Cho không vậy. Đó, cho không vậy. Cho vậy đâu đó hả? Đó, coi chứ tiền này mày để cho ai? Rồi, cho con hả? Cho con bà hết hai cái đi. Không, không cho, chứ để làm gì? Kỷ niệm. Kỷ niệm. Kỷ niệm của cháu nội cho nó. Kỷ niệm. Nó coi thôi mẹ kỷ niệm thôi. Mẹ nấu vậy con không nở nào mà con lấy luôn á. Dạ. Để kỷ niệm. Vậy đâu có để làm kỷ niệm nha. Rồi có cảm ơn cháu nội chưa? Cảm ơn hết. Cảm ơn hết luôn. Nội có thương, thương nội lắm. Rồi rồi. Ngồi ngay ngắn lại coi. Mẹ là chùm cuối. Chị ngồi đây. Chị ngồi đi chị. Ngồi đi. Ngồi với mẹ. Hả. Con cũng ở quê. Lên trước. Lên trước. Chúc chơi về lúc nào cũng năm mới về giàu sức khỏe. Dồi dào sức khỏe là trên hết nhà.
Sao nhìn bao lì xì không vậy trời? Thấy còn hồng gì miếng nha. Vui. Vui, vui, vui. Sức khỏe là để rồi mẹ chúc lại đi. Mẹ chúc lại em đi chứ. Dạ con. Chúc chào. Dạ. Về may mắn. May mắn với hên không? Dạ. Còn gì nữa không? Không. Không à. Rồi giờ sao? Có đi ra ăn Tết với cháu nội không? Ngồi đây. Có được không? Con kéo đậu ra. Được không? Trầm xăm em được. Có được không? Được con kéo mình ra. Ừ. Được không? Không. Không à. Rồi sao có đi ra ăn Tết, đi chơi Tết với cháu nội không? Hay nằm nghỉ? Nằm nghỉ. Nằm nghỉ đi. Thôi ra đi mà để nội với em. Rồi thôi để em biết để nằm. Thôi em cảm ơn chị với lại Khánh với Phong nha. Nội nghỉ lại... nha. Rồi nghỉ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mẹ ảnh em. Ảnh đi rồi, nó bao lì xì con. Đây, để kỷ niệm. Kỷ niệm. Để kỷ niệm chứ ngủ con cũng lấy lén. Nội cười. Đang bấm cái đầu lên chút xíu. Cái giường này nó tiện lắm chị. Mình muốn quay qua, muốn có mod cái mình bấm cái nào. Có chỉnh cái này cũng được. Dạ cái này niệm chống lét, dạ niệm chống lét nên mẹ em nằm về hoài chứ không bao giờ đỡ lét, chống lét, rồi chống lét. Đây này có cái đầu viên điện, đây nè để cho nó cũng như sống á, nó lượng với lưng mình á, không bao giờ không hơi, dạ đúng rồi. Rồi con về nằm nghỉ nha. Nghĩ em này mà người lớn lớn tuổi nào cái giường này làm cái gì chị bệnh luôn á. Dạ. Không chị bệnh nhưng mà chống lét cái niệm này chống lét nó không có bí. Dạ đúng rồi giống như nó dạ thôi ra để bà nghỉ. Rồi em cảm ơn gia đình mình. Ba năm nghỉ nha, con đi ra ngoài. Dạ thôi giờ con chúc sức khỏe rồi. Rồi con cảm ơn mẹ nha. Thương dữ lắm, bữa nay lên là có chị lên cười chứ mọi lần kiếm một nụ cười không có hôm nay em nhà sù sù với con không à. Trời, chị cũng nói. Đẩy ra nữa không chị ít có cười lắm, tại lớn tuổi ít có cười, bữa nào cười là hơi bị hiếm. vậy là bữa nay nhà mình lên là vui á, vậy là mình trúng bánh rồi này, trúng bánh rồi chút xíu con đi ra ngoài con kiếm. Con kiếm lọc, con hai lọc. Kiếm lọc. Rồi đi ra ngoài để mà mình đó. Chị Năm em. Dạ. 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 Rồi mời chị đồng lên uống nước đi. Dạ xong dạ. Rồi. Ê bà có ai dâu dẫu quá trời luôn, lên đây cái em khỏe luôn. Rồi. Cho rồi mà. Cái gì nữa đó. Nó làm gì con? Đúng rồi, thắng một miếng chưa? Không có mở hành giờ đó nhiều cái mũ. Đây để làm bánh khỏi. Quá trời hấp dẫn luôn. Không phải bánh khỏi nem. Bình thường nếu mà nói ra bánh khỏi heo quay, bánh khỏi nem còn tại vì chứ sao nghĩ là nhà mình ăn heo quay có mát có miếng nhưng là không có mua heo quay. Dạ. Nên ấy là cái này. Cái này nó mở hàng. Cái này đi nằm. Để nó cũng không đâu. Nó mở hàng. Coi chừng cái nồi anh giữa nhà đi anh. Con này nè, con bỏ lên với nó sâu rồi, cái con nhắc xuống. Chị gái cũng muốn đuối luôn rồi. Nhưng mà khéo chứ bọn. Ủa chị? Nhà nó ăn chim liền. Cái gì bỏ vô đỡ cho má. Cá không ăn. Gì cơ? Uống qua cách này là uống mình luôn hả? Không sao mà uống bánh chén hả? Đúng rồi, lẩu đúng rồi. Không quá, không có gì muốn gì. Chắc bên gốc luôn ha. Khác gốc hay là gốc riêng. Bỏ chung ăn đi chung luôn. Không phải cái nào. Bây giờ em ăn bánh tráng. Trước thì em có anh chị không mà anh chị cũng làm quá trời đồ luôn à. Lâu lâu nhà mình mới lên. Đây cá lóc mà cá lóc hả chị?
ba con mình coi chừng nhà để có khách đó ba. Ba tính đi rồi đó mà ba suy nghĩ lại. Hôm qua sắp tề vụ sẵn. Rồi vậy thì không, không có cho mấy cái này em này đi coi quần nó. Nó mới bỏ đồ anh tâm anh quá trời luôn. Nè mấy đứa nhỏ anh ăn trước đi. Để nó nghe nè, nó nghe không thân hát mình nãy. Dạ không, chị Ngọc đi tìm đi. Lấy cơm dưới nhỏ anh trước đi. Dạ, nãy tôi có lấy tôm ra ngoài rồi mấy. Ngoài ở cái tôm ở dưới á. Mà nó chín, ở trên nó sợ cho nó chín chín. Đem đây đây đây. Nó đi được không? Trời ơi, leo lên leo xuống hoài luôn. Clip này lên giữ 100,000. Chưa bật kiếm tiền được mà. Bật rồi. Ba bật giờ hả? Lúc này cái chế độ kiếm tiền cũng lúc trước. À, con ngồi xuống con. Ngồi xuống. Đây là miệng của chúng mình. Gì vậy? Đấy. Nè Giờ này ngáp rồi. Giờ này bắt đi bắt cái số. Giờ này là bán được mấy tờ con? Giờ này là bán được ba mấy tờ hả? Hôm nay lên đây lì xì quá trời gì nữa. Thấy không? Vô mánh rồi. Ủa lúc đó ai quay cho anh? Chị Ngọc hả? Ủa cái bị bắt này là đặt à đặt đi ấy mà. Đi phát quà đó. Quên, ở chiến mà đi đóng tiền đó thì anh với chị đi. Đóng tiền xuống phơi có 2 ngày. Đông quá bà. Nó làm mấy đông quá nó làm đâu có sể. Rồi đông quá không thiếu cái ba thằng cò nữa đủ đúc vô đưa nó đi cho nó 50,000 100,000 nó làm á. Đó là đó chứ đông chung viên sinh này là đi dọn mấy ngày hết á này. Này clip mà hôm bữa đi phát quà trời bị thổi tốc độ lớn một chút xíu mà quá. Rồi mấy đứa nhỏ lên ăn xuống đi nè. Rồi tập trung. Rồi mấy đứa con trúng bánh rồi. Rồi ăn đi chú Phong lì xì nha. Tính trốn mà không được nè. Rồi, đủ hoàng không? Sao nghiêm túc nè. Xuống. Ngồi xuống chơi đi cũng từ từ con. Con để làm nén lắm. Làm gì mẹ? Lo cho mấy đứa nhỏ. Con đi trồng cho nó hát cho làm nén. Ờ từ từ ha. Từ từ. Bác Tư kêu từ từ thì đẹp rồi nè. Ủa sụp đau á. Ờ còn vậy đó. Má mà giờ còn tục á. Đũa muỗng cho nó. Cái ốc nha ăn cơm phải bóc ngọt nha. Đũa. Quá trời đau rồi. Đó. Con đến 10 cái chứ con. Dạ. Con đứa nào chảnh không? Bỏ qua kia nha. Tụi con có ăn này không? Mấy đứa lớn nè. Có để nha. Mấy đứa ăn nha mẹ.
con mời ông bà cô bác kìa. Mời đói đói bụng quá mà nó lao quá. Trời ơi, tôm gạch không ngon quá trời luôn à. Xích qua đi con, thấy không bé xích qua đi. Mời ông bà cô chú dùng tiệc. Buổi tiệc mini đầy tình cảm. Rồi tụi con ăn ngon miệng nha. Rồi ăn đi con. Con mời cô ăn. Con mời cô ăn. Con mời cả nhà dùng cơm. Giờ rồi xong. Thôi. Con bỏ đi bàn tí bắt tư làm luôn. Bỏ lại bàn đi. Dưới mấy chấm đó. Nó ăn cho con làm luôn. Con mấy chấm cho tụi nó. Đây có rồi. Đầy đủ rồi á. Chung mánh rồi, chung mánh lớn rồi. Tụi con cứ ăn nhiệt tình nha. Tụi con cứ ăn nhiệt tình đi, lâu lâu cứ lên nhà ông bà một bữa làm cho nhiệt tình luôn nha. Đây là mấy đứa lên đây vui ông bà cô bác. Con ghế này không? Ê, lúc nghe này giỡn khắp, sao vậy? Đưa sắc mềm cho em đi nó ăn. Đây này chơi đó, cái nữa chơi, cái nữa cao nè. Em biết mấy đứa con vậy em à. Đó, cùng với ta mang cả vô. Em biết mà chị Ngọc. Ngon tụi con. Đúng à, chấm tiêu muối đó con. Tụi con chén muối hả? Mấy đứa bạn có chấm không? Tụi con có chấm muối không? Có. Đâu đứa nào chưa có này. Chấm nào chấm đi con. Thì bé Quyên lấy chén đúng rồi. Con không ăn tôm phải không? Con không ăn tôm thì con cứ nói lên. Không sao hết. Con trả đi. Sao có vậy đó? Đúng rồi, con đủ mấy thêm cho ăn nha. Dạ. Còn tôm đây nè. Tại sao nó ăn không bỏ thừa đó. Cái đứa này ăn tôm đó không nè? Không phải không? Ăn 2-3 ngày tôm liên tục rồi. Không ăn đâu, đừng đưa đó. Đây là đừng ép không ăn nha. Đứa nào ăn thì... Rồi, sao cầm đi con. Này một lần ăn thôi là đuối luôn. Hai bữa là bỏ nhà đi mất. Hai bữa là trốn nhà đi. Đúng rồi, đứng lên vậy đó. Chưa? Ăn không lợi rồi, đứng lên. Đi làm lợi, đứng lên luôn. Cái đó chấm gì vậy? Để giờ chấm gì? Thấy không? Chấm thử coi. Chừng cái đó phải chấm cái kẹo đó. Để giờ chấm mông tôm nhé. Dạ, dạ. Không niêm hả? Không niêm. Rồi chấm nước mắm nữa. Đói quá mà. Con ngại đi, con chấm lại cái gì, chấm thượng chấm. Ăn thấy cảm thấy ngon rồi được vậy anh? Lo mấy đứa này ăn. Ủa sao cái tô dao này không ai ăn với vậy? 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 Rồi. Ăn cái da còn nhiều món lắm. Hai em ăn đây, cái lấy, hai em chị ăn cái đầu. Lấy tôm rồi đắng lấy tôm thêm cho nó. Ừ, chúng mánh dữ rồi. Chưa nãy giờ chú Khánh đói bụng quá trời luôn á. Chưa tới mùng 10 mà có cá lóc rồi đó chưa. Đâu em nói. Cá thì tụi nó được rồi. Nhiều lắm mà.
Trời ơi, chá lóc nướng mỡ hành ngon quá. Con cái ăn no đi nha. Rồi xuống đằng sau lấy thêm hai đầu chả lụa nữa xác cho con ăn. Để lấy thêm hai đầu bánh tét nữa. Ăn bánh tét cầm chừng vô. Cho nó no. Bánh tét anh Tâm Chị Ngọc đó để tối anh Tâm Chị Ngọc ăn. Ngon không sao? Dạ ngon, lớn lên. Ê, Thu ăn cái bình phê phần của con xong đi, giờ bác Tư mới làm tiếp ha. Cái lóc bự cũng xếp luôn. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình